Hân hạnh được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thuế và Cuộc sống số tháng 1 năm 2015. Thưa quý vị và các bạn, ngành thuế triển khai thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2014 trong bối cảnh kinh tế xã hội của cả nước nói chung, của tỉnh Hà Giang nói riêng gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, kết thúc năm 2014, tổng số thu thuế và phí đạt mức tăng trưởng cao, đạt 1.020 tỷ đồng, vượt 18% so với nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh đề ra. Đây là con số ấn tượng, phản ánh sự nỗ lực, phấn đấu của tập thể cán bộ, nhân viên ngành thuế, cũng như sự chỉ đạo kịp thời của Tổng cục Thuế và Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang. Việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước đã góp phần tích cực cân đối ngân sách địa phương. Năm 2014, Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách nội địa cho Hà Giang là 865 tỷ đồng. Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề và khó khăn trước bối cảnh nền kinh tế cả nước nói chung, kinh tế Hà Giang nói riêng chưa có những tín hiệu khởi sắc rõ nét. Doanh nghiệp vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, sản xuất kinh doanh chưa phục hồi mạnh mẽ, nguồn thu từ các dự án đầu tư cũng hết sức hạn chế. Tuy nhiên, kết quả thu ngân sách năm 2014 đạt được những kết quả đáng phấn khởi là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước theo dự toán pháp lệnh trên giao với tổng thu nội địa trên địa bàn đạt 1.020 tỷ đồng bằng 120% dự toán trung ương, 118% dự toán tỉnh giao và tăng 18% so với cùng kỳ. Đây là năm đầu tiên tỉnh Hà Giang có số thu ngân sách đạt trên 1.000 tỷ đồng. Con số ấn tượng này là minh chứng cho những nỗ lực của Cục Thuế tỉnh cũng như sự phối hợp đồng bộ và hiệu quả với các cấp, các ngành trong tỉnh thực hiện thắng lợi công tác thu ngân sách nhà nước. Nét nổi bật nhất trong năm 2014 phải khẳng định là cái công tác thuế đã được cái sự quan tâm lãnh đạo sâu sát kịp thời của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân tỉnh, ủy ban nhân dân tỉnh và cấp ủy chính quyền, ủy ban nhân dân là từ huyện đến cơ sở thì đã xác định và chú trọng chăm lo cái nguồn lực cho ngân sách trên địa bàn. Thứ hai là phải nói rằng là cái công tác phối hợp mà thu giữa các cái sở ngành có liên quan trong cái quản lý thu nộp ngân sách thì đã có cái sự phối hợp tốt. Thế và các cơ quan phối hợp cũng thực hiện tốt được cái việc mà tuyên truyền rồi phổ biến giáo dục pháp luật về thuế cho doanh nghiệp và người dân trên địa bàn nắm được, hiểu được và cũng tự giác chấp hành. Bên cạnh đó phải khẳng định là cái sự đóng góp tích cực của các doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã có cái sự đóng góp mà to lớn trong cái quyết định cái thu ngân sách trên địa bàn tỉnh. Các doanh nghiệp đã khắc phục được những khó khăn trong cái tình hình là suy giảm kinh tế. Cục Thuế Hà Giang đã xác định rõ những thuận lợi, thách thức, tập trung cao, quyết liệt cho công tác thu ngân sách từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2014. Công tác triển khai nhiệm vụ năm 2014 được lãnh đạo Cục Thuế yêu cầu các đơn vị bàn bạc kỹ về biện pháp, cách làm để đạt hiệu quả cao trong năm 2014. Chỉ tiêu, dự toán thu năm 2014 cũng được phân bổ, giao sớm để các đơn vị chủ động. Cùng với đó là quan tâm chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương dưới sự điều hành quyết liệt của Ủy ban Nhân dân, sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng Nhân dân, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác thu ngân sách trên địa bàn. Cục Thuế đã rà soát lại các nguồn thu, tập trung quản lý thuế khu vực doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh thương mại, dịch vụ. Tổ chức họp với các phòng chức năng, phòng thanh tra, kiểm tra, thu nợ, bàn biện pháp thực hiện trong năm 2014, giao chỉ tiêu cụ thể và định hướng các lĩnh vực cần quan tâm trong năm 2014 như thu thuế môn bài, tăng cường chống thất thu, giảm nợ đọng thuế, đã đem lại kết quả khả quan so với cùng kỳ. Cùng với đó, ngành thuế đã thường xuyên quan tâm đến công tác tuyên truyền, tư vấn hỗ trợ người nộp thuế,
đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tham mưu cho tỉnh đề ra một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Qua đó, việc chấp hành chính sách, pháp luật, chế độ báo cáo, kê khai thuế ở các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều doanh nghiệp, cá nhân hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, khai thác, chế biến khoáng sản, kinh doanh thủy điện có số thu nộp cao. Ngoài ra, Cục Thuế thường xuyên chỉ đạo các đơn vị thuế bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, hộ gia đình, người nộp thuế để kịp thời điều chỉnh thuế sát với tình hình thực tế. Bên cạnh việc hoàn thành các chỉ tiêu thu thuế và phí, trong năm qua, Cục Thuế cũng đã tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp diễn ra thường niên theo quý với các doanh nghiệp nhằm phổ biến, hướng dẫn cũng như giải đáp những thắc mắc cho các doanh nghiệp. Từ đó làm tăng thêm mối quan hệ gắn kết, hài hòa giữa cơ quan thuế và người nộp thuế trên địa bàn. Tổ chức thành công hội nghị tuyên dương cho 176 tổ chức và cá nhân có thành tích trong việc chấp hành chính sách pháp luật thuế năm 2013. Ngoài ra, nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân đăng ký kê khai và nộp thuế, ngành thuế đã tạo thuận lợi, tiết kiệm thời gian của người nộp thuế, tránh sự rườm rà về thủ tục hành chính bằng cách tổ chức tốt bộ phận tiếp dân, bộ phận một cửa, áp dụng biện pháp kê khai thuế qua mạng, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước. Việc triển khai thuế qua mạng thì nó cũng giúp nhiều cho bản thân tôi và cũng như là đơn vị là giảm bớt cái thủ tục hành chính phiền hà, hay là giảm thiểu cái thời gian của bản thân tôi, tức là chi phí đi lại in ấn, và tôi có thể thao tác ở trên máy tính bất kỳ lúc nào mà tôi muốn. Nói chung là một hộ kinh doanh ở trong địa bàn Bắc Quang thì cũng được sự tư vấn và giúp đỡ của Chi cục Thuế, đặc biệt là các đồng chí là cán bộ thuế phụ trách địa bàn, cũng tư vấn cụ thể về vấn đề về cái mức thuế cũng như là về cái chế độ chính sách người kinh doanh phải nộp thuế, nghĩa vụ phải nộp thuế đối với nhà nước. Nói chung là gia đình là một chủ hộ kinh doanh thì thường xuyên nộp thuế đầy đủ, chấp hành tốt cái chủ trương đường lối chính sách pháp luật nhà nước, đặc biệt là các vấn đề về cái nộp thuế theo quy định của nhà nước. Thành công nói trên có sự đóng góp không nhỏ của các đơn vị trực thuộc Cục Thuế tỉnh đều nỗ lực vượt bậc và đạt được những thành tích đáng nể. Là một trong những đơn vị hoàn thành sớm nhiệm vụ thu ngân sách năm 2014, Chi cục Thuế huyện Bắc Mê với số thu ngân sách nhà nước đạt gần 90 tỷ đồng, bằng 130% dự toán tỉnh giao, tăng 51% so với cùng kỳ. Hay Chi cục Thuế huyện Mèo Vạc, số thu ngân sách nhà nước năm 2014 đạt 74 tỷ đồng, bằng 126% kế hoạch pháp lệnh và 123% chỉ tiêu Hội đồng Nhân dân huyện giao. Đây là những kết quả góp phần giúp Cục Thuế tỉnh có bước bứt phá ngoạn mục trong thu nội địa năm 2014. Chi cục phải thường xuyên báo cáo với các đồng chí lãnh đạo huyện, lãnh đạo Cục Thuế tỉnh về cái tiến độ thu nộp của nhà máy thủy điện Nho Quế, đồng thời phải phối hợp tốt với các cái phòng chức năng thuộc văn phòng cục để đôn đốc công ty nộp thuế nhanh gọn và đẩy mạnh cái cải cách thủ tục hành chính và công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, tạo có điều kiện thuận lợi tốt nhất cho người nộp thuế đến thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước. Xác định nhiệm vụ thu ngân sách năm 2015 lại còn nặng nề hơn với số thu 1.160 tỷ đồng mà Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Cục Thuế Hà Giang đã đề ra một số giải pháp trọng tâm phấn đấu thu ngân sách năm 2015. Mục tiêu của năm 2015 thì ngành thuế sẽ quyết tâm là phấn đấu là cái nhiệm vụ thu ngân sách tăng là từ 8 đến 10% so với lại dự toán trung ương giao. Ngành thuế sẽ tiếp tục triển khai là đồng bộ các cái giải pháp về tăng cường cái đôn đốc và quản lý thu. Ngành thuế phải tiếp tục là tham mưu cho tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban dân tỉnh các cái chính sách quản lý và thu trên địa bàn để phù hợp với lại tình hình sản xuất kinh doanh. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục
là làm sao đây là để mà hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp là thực hiện cái việc kê khai và đảm bảo là cho 100% các doanh nghiệp là có hoạt động sản xuất kinh doanh và phải thực hiện kê khai thì phải thực hiện kê khai. Những kết quả đã đạt được trong năm 2014 sẽ là tiền đề giúp ngành thuế tỉnh Hà Giang tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2015, phấn đấu thu vượt dự toán từ 8 đến 10% trở lên.